Hôm nay mình cùng các bạn trên kênh Susan Cookbook làm bánh ú Tiều Châu. Mỗi năm vào ngày mùng 5 tháng 5, người Tiều Châu thường làm bánh ú. Thường thì những chợ cũng có bán, nhưng mình tự làm sẽ ngon hơn. Đây là tất cả những vật dụng để làm. Trước khi làm bánh, tối hôm đó cần phải ngâm 4 thứ. Ngâm qua đêm từ 6 đến 8 tiếng. Sau 6 đến 8 tiếng, cho nếp, nấm, đậu xanh cà ra rổ để ráo. Lá ngâm trong nước, rớt ra, cắt bỏ đầu, rửa sạch, lau khô. Bây giờ ngâm tôm khô ngâm nửa tiếng. Đừng ngâm lâu quá, tôm sẽ bị lạc. Nửa tiếng sau, đổ ra để ráo. Đây là những vật liệu nhân bánh. Thịt heo, lạp xưởng, hạt sen, trứng muối, tỏi, ngũ vị hương, tiêu, muối, đường. Đường này là vua agave, nếu bạn không có dùng đường bình thường. Hạt sen loại mình dùng trong một dây chuỗi. Có loại trong bịch, bạn có thể mua những loại nào tùy bạn thích. Cắt dây lấy hạt sen ra rửa sạch. Cho 2 cup nước vào nấu hạt sen khoảng 30 phút cho mềm. 30 phút sau bạn bóp bể mềm là được. Sau đó đổ ra để ráo. Thịt cắt cỡ bay lớn hoặc cắt nhỏ hơn tùy bạn thích. Cho thịt vào tô, ướp, tiêu, ngũ vị hương, đường, muối. Trộn đều cho qua một bên. Lần này thịt mình chỉ ướp có 1 tiếng. Nếu bạn có thời gian ướp 2 tiếng hoặc ướp qua đêm thì thịt sẽ thấm và ngon hơn. Nếu ướp qua đêm, thịt cho vào tủ lạnh nhé. Lạp xưởng sắc lát mỏng. Tỏi bầm nhuyễn. Nấm đông cô cắt đôi. Cho 1 muỗng dầu chiên lạp xưởng cho vàng. Cho lạp xưởng dạ dĩa. Chảo đã có dầu cho tỏi vào, phi xào tôm khô. Xào qua xào lại khoảng 1 phút, cho 1 muỗng cà phê đường vào, xào thêm khoảng 1 phút. Cho tôm ra dĩa. Cho 1 muỗng canh dầu, 1 muỗng canh tỏi bầm, phi vàng, xào thịt và nấm đông cô. Xào khoảng 5 phút, thịt không cần chín, cho ít tiêu vào, trộn đều. Xào xong cho thịt ra dĩa. Cùng một cái chảo cho 2 muỗng canh dầu và 2 muỗng canh tỏi. Tỏi phi vàng thơm, cho nếp vào xào. Xào vài cái, cho nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, trộn đều. Xào khoảng 1 phút, cho đậu xanh cà vào, trộn đều. Cho thêm nửa muỗng cà phê muối và xào thêm 1 phút. Sau đó cho thêm nửa muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê đường. Trộn đều là được. Trứng muối đập ra lấy đồng đỏ. Tất cả những vật liệu đã chuẩn bị xong làm bánh. Cắt 14 dây để cột bánh. Mỗi dây 32 in dài,
lấy khoảng 5 in cột thành một gút. Đầu bên kia cắt rời ra, mỗi bánh dùng 3 lá. Lấy 2 lá để cao thấp khoảng 2/3 gấp lại như cái quặng. Có đầu nhọn không kẻ hở. Cho một muỗng nếp vào. Và cho thịt, trứng, muối, tôm, lạp xưởng, hột sen vào chính giữa. Sau đó cho nếp lên trên nhưng đừng cho nhiều quá. Ép xuống cho đều, ghim thêm một lá, gói lại. Kiếm chỗ treo dây cho dễ cột. Cột hai vòng chính giữa bánh, cột gút lại. Bánh gói xong, nấu nước sôi luộc khoảng 1 tiếng. Một tiếng sau rớt bánh ra, bánh có thể dùng được liền. Ngày đầu bạn không cần bỏ tủ lạnh, qua ngày sau cho vào tủ lạnh có thể ăn được vài ngày. Hy vọng các bạn thích món này và cho mình like and subscribe. Nếu các bạn có gì không rõ, xin vui lòng viết comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn đã xem, xin gặp các bạn video tiếp theo.